Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, chúng con từ xưa đến giờ thì theo giáo môn tụng kinh thân nhân con chết có quý thầy đến tụng kinh. Vậy giờ chúng con theo pháp môn Tham Tổ Sư Thiền, vậy thân nhân con chết nghe nó lạnh quá sư phụ, làm sao giờ? Hả? Khi thân nhân mình chết nó phải làm sao sư phụ? Thì mỗi người đều có cái nhân quả. Thân nhân của mình nó tạo cái nhân gì thì nó phải được cái quả nấy. Thì mình làm sao mà có sức để mà sửa lại các nhân quả? Phật cũng còn sửa lại không được mà ha. Bây giờ á, đừng có nói là chết rồi, bây giờ còn sống á, khuyên nó tu hành nó còn không nghe, rồi chết rồi mình mà biết làm sao ha. Bây giờ còn sống khuyên nó đừng có gai cái nọ mạng nọ thịt, nó cũng còn không nghe, nó tự mình nó gai cái nọ thì nó phải trả, thì mình biết làm sao được? Phật cũng không có biết làm sao được đó, Phật còn bó tay mà. Kính bạch sư phụ, như chúng con sơ cơ thắc mắc chỗ này, như tục lệ đó, thì cha mẹ mình mất cũng có quý thầy quý cô đến, như là thế gian cái tục lệ người ta thấy vậy đó. Còn mình tham thiền rồi khi cha mẹ mình lâm chung mình biết làm sao vậy sư phụ? Có thỉnh quý thầy lại để tham thiền hay sao không sư phụ? Thì cái đó đó, nếu mà người thương nhân á muốn mà có cái phát tâm á thì mời bạn lòng tham lại tham thiền á. Thì á thì cũng như bây giờ mình tụ loại giả thiền thất á, thì á bây giờ hiện tiền những người mà loại dự cũng là có được loại ích rồi. Thì do cái loại ích này á là do cái người mà chết đó làm cái nhân, thì các bạn lòng tham mới tụ họp lại tham thiền đó. Thì cũng là một cái nhân lành mà ấy đó. Vậy là một cái nhân lành tạo cho những người còn sống, chứ không cái dâu vong linh là thì cái những người còn sống á thì cũng nhờ cái nhân của người chết mà lực tụ lại tham thiền.